Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khen Phim. Hôm nay Khen Phim sẽ review cho mọi người bộ phim Trolls, tên tiếng Việt là Quỷ Lùng Tinh Nghịch. Trolls thì nhắm vào đối tượng chính là khán giả nhỏ tuổi, cho nên phim có tạo hình nhân vật rất là dễ thương, màu sắc lung linh bắt mắt và độ chi tiết các nhân vật thì khá là cao. Bộ phim này xoay quanh câu chuyện về một loài sinh vật tên là Troll. Thì nhóm sinh vật nhỏ bé dễ thương này luôn bị một tụi khác lớn hơn, xấu xa hơn tên là Bergen săn đuổi và ăn thịt. Bọn Bergen này thì khi mà ăn Troll thì nó sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nội dung phim thì sẽ xoay quanh cái việc mà cái tộc Troll đấy chiến đấu chống lại đồng loại và sau đó dạy cho bọn Bergen cách sống hạnh phúc mà không cần phải ăn thịt ai hết. Với cái phần hình ảnh hầu như được dựng bằng máy tính thì phim này mọi thứ rất là ổn, đẹp, mọi thứ lung linh, đa sắc màu và rất sẽ gây ấn tượng được với những khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên thì phần ấn tượng nhất của phim chưa dừng lại ở đấy, mà cái phần nhạc nền nó còn hay hơn. Xuyên suốt bộ phim là cái phần nhạc nền của bài Hello Huyền Thoại. Chắc chắn thì bạn nào cũng biết bài hát này rồi. Và nếu như ai mà xem phiên bản lồng tiếng Việt á, thì mọi người sẽ thấy là lời bài hát trong phim nó được Việt hóa luôn và được thể hiện bởi một ca sĩ người Việt. Nghe nó không quen tai lắm nhưng mà cũng hay và làm cho nội dung phim nó dễ hiểu hơn đối với khán giả chính là trẻ con. Tóm lại thì phim Trolls là một phim đáng xem. Kể các bạn là người lớn đi chăng nữa thì phim này vẫn đáng xem. Nếu bạn thấy cái video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh Khen Phim để nhận thêm nhiều video mới và hay hơn nữa. Xin cảm ơn.